Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Giải Mã, được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và nền tảng mạng xã hội của các cấp bộ đoàn. Chương trình gồm các nội dung chính: Cẩm năng đoàn hội, chia sẻ quan niệm, cửa sổ tình yêu. Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi để được giải đáp qua số máy 0243 826 26 25. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích, ham học hỏi của mình, hiện có rất nhiều bạn sinh viên, thanh niên mong muốn tham gia vào các hoạt động tình nguyện quốc tế, bởi khi tham gia các hoạt động này, các bạn có cơ hội mở rộng kiến thức xã hội, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia. Vậy thì cần chuẩn bị gì và làm thế nào để có thể được tham gia vào các hoạt động tình nguyện quốc tế một cách hiệu quả? Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ với chúng ta về vấn đề này. Hiện nay ấy, thì nếu như nói vấn đề từ trong nước ra ấy, thì chúng ta có các hoạt động đối với cả các địa bàn, các nước mà có giáp đường biên giới với chúng ta, như là các cái tỉnh giáp biên có hoạt động đối với Lào, Campuchia cũng như là một số thành phố lớn. Còn đối với các địa bàn khác thì bạn cũng biết, bạn là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật. Thì ngoài Nhật ra là chúng ta có 21 tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước. Và thực tế là các tổ chức này cũng đã có rất là nhiều hoạt động tình nguyện tại nước sở tại. Tôi nói ví dụ như là đợt chúng ta phòng chống dịch Covid vừa rồi thì có rất nhiều các hoạt động tại Nga, tại Séc và cả tại Nhật Bản. Các bạn đã tham gia chung mà câu chuyện là hỗ trợ không chỉ người Việt đang sinh sống ở nước sở tại cũng như là hỗ trợ cả người dân của nước sở tại. Và qua đấy cũng đã khẳng định rất là rõ cái vị trí hình ảnh của thanh niên Việt Nam. Thế bây giờ để làm sao để chúng ta tổ chức các hoạt động như vậy thì tôi nghĩ là đối với các bạn thanh niên đang du học ở nước ngoài, đang sinh sống ở nước ngoài nói chung ấy, thì các bạn có thể liên hệ với cả các tổ chức thanh niên sinh viên Việt Nam, các tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của chúng ta ở 22 nước như chúng tôi vừa nêu. Hoặc là các bạn nếu như có những dự án cụ thể mà tại địa bàn mà chưa có các tổ chức của thanh niên Việt Nam thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trung ương đoàn qua Ban Quốc tế Trung ương đoàn hoặc là Trung tâm Nguồn lực Tình nguyện Quốc gia của Trung ương đoàn. Chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn, bởi vì chúng ta muốn tổ chức hoạt động tình nguyện ở nước ngoài ấy, bên cạnh cái nhiệt tình, nhiệt huyết của mình thì các cái hoạt động được tổ chức ra phải đáp ứng được các yêu cầu và đúng với cả pháp luật của nước sở tại. Và tôi nghĩ những cái vấn đề như vậy ấy, thì các bạn cần đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn, bên cạnh cái việc mà chúng ta mong muốn hoạt động tình nguyện quốc tế ở các nước sở tại các bạn, nơi các bạn đang sinh sống, thì các bạn có thể hướng về Việt Nam để tham gia chung vào các hoạt động tình nguyện cũng hết sức là sôi nổi của các tổ chức đoàn, tổ chức hội, các tổ chức thanh niên đang tổ chức trên địa bàn Việt Nam. Các bạn vừa nghe những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về chủ đề tình nguyện quốc tế. Hãy tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua hotline 0243 826 26 25. Thưa quý vị, bạo lực học đường đang là một trong những vấn nạn xã hội trong môi trường học đường mà ở mọi quốc gia trên thế giới đang đặt nhiều sự quan tâm và đang lên án bởi những hậu quả nghiêm trọng và đau xót mà nó mang lại. Nó tác động ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tinh thần và nặng hơn là tính mạng của trẻ đang trong độ tuổi hoàn thiện bản thân. Vậy cần làm gì để ngăn chặn bạo lực học đường? Xử lý ra sao khi bạo lực học đường ở xung quanh chúng ta? Hãy cùng theo dõi chương trình chia sẻ quan niệm ngày hôm nay. Đối với em, vấn đề bạo lực học đường là một vấn đề vô cùng nhức nhối và nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều đến công việc học của bạn học sinh. Em thấy ở trường em ấy, có một số anh chị là hay ở xuống dưới bắt nạt các em lớp dưới, hoặc là nói xấu nhau, tung tin nói xấu nhau trên mạng. Kiểu điều đó tạo nên một nỗi sợ vô hình chung khi mà đến lớp. Và em thấy vấn đề này là một vấn đề cần được loại bỏ ngay lập tức. Em thấy là vấn đề bạo lực học đường hiện nay xảy ra ở khắp mọi nơi. Chúng có thể bắt gặp điều này ở trên đường, trong các trường học hay là gặp có thể ngay trên mạng xã hội. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các nạn nhân. Các nạn nhân có thể không tập trung học để nghĩ đến vấn đề, để nghĩ đến cách đối phó. Hay cũng có một phần là do các bạn đùa nghịch thái quá hoặc là do bố mẹ không quan tâm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý các bạn rất nhiều. Với bản thân tôi thì tôi nghĩ là vấn đề bạo lực học đường đang là vấn đề khá là nhức nhối hiện nay. Đối với cả các bạn học sinh thì các bạn ý đang ở trong cái độ tuổi rất là nhạy cảm, đặc biệt là đối với lứa tuổi từ cấp 2 trở lên. Hiện nay rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến bạo lực học đường mà ở các bạn nhỏ cấp 2 và đến cấp 3 thì các bạn ý cũng ở cái tầm tuổi muốn thể hiện cái bản thân mình. Cho nên là các bạn ý rất là hay có những cái hành động khá là tiêu cực trong cái vấn đề này. Thì dẫn đến là một số trường hợp thì rất là quá khích và những cái bản thân, những cái bạn nạn nhân, đối với các bạn ý, cái việc học trở nên giống như là một cái cơn ác mộng khi mà các con đi học.
Và bản thân tôi thì cảm thấy rất là buồn, đặc biệt là khi đọc những cái bài liên quan đến vấn đề bạo lực học đường. Thậm chí có những trường hợp đã rất xấu, những cái hậu quả vô cùng tệ đã xảy ra. Để giải quyết vấn đề bạo lực học đường một cách triệt để thì em có một đề xuất là nhà trường, phụ huynh, bạn bè cần giữ liên lạc với các bạn nhiều hơn, tâm sự và quan tâm các bạn để các bạn có thể giữ một tâm lý thoải mái, lành mạnh và trong sáng, có một tuổi thơ thật là ý nghĩa và chúng ta cần phải chung tay để đẩy lùi cái vấn nạn này. Đây sẽ là một vấn đề mà cả phía gia đình và phía nhà trường sẽ phải làm việc với nhau thật là chặt chẽ. Các bố mẹ và cả thầy cô giáo cũng cần phải quan tâm đến con em của mình nhiều hơn để làm thế nào dừng hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn vấn đề bạo lực học đường, để cho các con mỗi ngày đến trường là một ngày các con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, và để cho các con với các bạn của mình lúc nào cái tuổi thơ của các con sẽ là những cái ký ức đẹp nhất trong cuộc đời học trò của các con. Các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ về chủ đề làm gì để ngăn chặn bạo lực học đường. Hãy cùng chia sẻ quan niệm của mình về chủ đề này trong phần bình luận hoặc gọi điện qua hotline 0243 826 26 25. Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 26 25 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay như thường lệ có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Bắc Giang ạ. Chào nhà chuyên gia Đinh Đoàn, tôi dạ. Ở Bắc Giang. Dạ vâng, câu hỏi của anh là gì ạ? Tôi muốn hỏi là các anh bị chuyên gia Đinh Đoàn là cho tôi một lời khuyên và nên làm như thế nào, bởi vì hoàn cảnh của tôi là bây giờ hai vợ chồng tôi là đang trục trặc về cái tình cảm, vợ tôi là ngoại tình 5 năm nay rồi bây giờ mới bị lộ ra. Vâng. Nhưng mà giờ tôi thì rất yêu vợ. Vâng. Mà tôi không biết làm thế nào, bây giờ bỏ vợ thì tôi không biết có bỏ nổi không, là một, thứ hai nữa là tôi thương các con. Thế vâng. Mà không bỏ thì những cái chứng cứ của cái thằng, của cái người bên kia gửi về tôi cũng không thể nguôi ngoai được. Giá dạ. Kể mà cũng biết là ngoại tình là phải ngủ với nhau rồi, nhưng giá kể mà không nhìn thấy thì mắt không nhìn thấy, tim không đau, như thế nó gửi cả những cái clip để ảnh trần chuồng, rồi clip để dên, rồi thì các thứ đầy đủ và những lời nói của vợ tôi với nó, cho nên là tôi không, nói chung là tôi chưa biết làm thế nào. Tôi muốn hỏi nhà tư vấn là nên làm thế nào, nên bỏ hoặc là không bỏ, hoặc là nên làm thế nào những lúc này. Thế mà vợ tôi thì tất nhiên là bây giờ thì cô ấy là cô muốn quay lại. Vâng. Nhưng mà trước mắt bây giờ cái lúc mà sắp sửa bị lộ, cô biết sắp sửa bị lộ là cô ấy vào con em gái cô trong miền Nam, bây giờ một mình tôi đang ở nhà. Dạ. Nên rất bức xúc. Hai vợ chồng anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay là 55 tuổi, còn vợ tôi năm nay là 47 tuổi. Vâng. Anh phát hiện ra vợ mình có ngoại tình từ 5 năm nay ạ? Không, bây giờ mới biết, nó mới khai ra là như thế. À, và khai ra là đã ngoại tình 5 năm, đúng không? Rồi, ngoại tình vâng. Từ năm 2018. Thì trong cái khoảng thời gian 5 năm vừa qua thì hai vợ chồng anh chung sống với nhau hay là mỗi người một nơi? Không, cực kỳ hạnh phúc. Vâng, tức là ở sống chung một nhà đúng không ạ? Sống chung một nhà, mà vợ tôi thì lại khéo giấu đối xử với chồng, với tôi rất là tốt. Dạ vâng. Và cái anh chàng mà vợ anh đang ngoại tình ý, thì là ở đâu ạ? Ở cách nhà cỡ 30 cây, bây giờ tôi chưa biết nhà nhưng tôi biết cái địa điểm đấy mà. À, tức là cũng trong tỉnh Bắc Giang thôi đúng không ạ? Không, trên Lạng Sơn, tôi Bắc Giang nhưng mà tôi sát Lạng Sơn. Dạ vâng, thế chắc là hai bên là cũng giáp danh nhau đúng không? Có thể là vâng, hữu lũng gì là đó. Như này này. Thế là khi mà vợ tôi cũng khai ra và thằng kia nó cũng gửi clip, và bởi vì là khi mà vợ tôi với nó thì yêu nhau, mà nó đúng ra mà nói là tôi theo cá nhân của tôi nghĩ là quá yêu nhau chứ không phải là bị lừa. Sau vâng. Đó thì mới là bị gài lừa thôi, chứ mới đầu yêu nhau, bởi vì là trước khi khai với vợ tôi, khai với tôi là trước khi là hai người tới để ngủ với nhau thì là thằng kia đòi hỏi thằng kia lấy giấy khám sức khỏe cơ, mà thì phải có yêu nhau thì mới có cái giấy đấy chứ. Rồi, thế cái anh chàng ấy là bao nhiêu tuổi ạ? À, như vừa xấu vừa
giặt dẹo vừa nghèo, sinh năm 60. Dạ hơn vâng. Vợ tôi 15 tuổi cơ. Dạ vâng, người ta giặt dẹo, người ta nghèo, người ta xấu dai nhưng người ta lại có lợi thế, lợi điểm khác. Thế như này này, tôi nói như này này. Cái sức khỏe về tình dục ý, nó thật với anh là tôi vẫn rất tốt. Dạ vâng. Mà tôi theo không, cái tôi không tôi đề cập theo... đến chuyện sức khỏe tình dục anh, nó còn nhiều yếu tố khác nhá. Vâng. Và chúng ta cũng vâng. chưa bàn đến cái chuyện mà có đáp ứng được cái nhu cầu tình dục cho nhau hay không, khiến vợ đi ngoại tình, đúng không? Bây giờ thì anh đang băn khoăn, vợ anh thì hiện tại đang bỏ vào miền Nam cùng cô em gái, đúng không? Vâng. Còn anh thì băn khoăn là nên giữ lại cái cuộc hôn nhân này hay là chia tay. Vâng. Các con vâng. của anh lớn chưa? Đã xây dựng gia đình chưa? Các con của tôi thì một đứa cháu cái rất thành đạt, bây giờ cháu đang làm trong bệnh viện vâng. của nhà nước. Thế còn một thằng con trai cũng rất chi là ngoan, cháu học xong rồi đang đi làm. Nhưng mà hoàn toàn tôi đang giấu bởi vì tôi chưa nhắm thổ lộ bất kể một người nào, cho nên nó khó chịu, nó ống ức, thì tôi muốn tìm tới nhà tư vấn ở dạ vâng. đài ở Linh Đài. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và gọi điện chia sẻ với chương trình. Và bây giờ vâng. thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ trò chuyện cùng anh nhé. Vâng, cảm ơn vâng, anh. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh. Rồi, hiện nay là các con thì trưởng thành đi học đi làm rồi, bà xã vâng. thì vào trong Nam. Vâng. Thật ra thì bà ấy tránh cái cơn thịnh nộ, đúng không? Đúng rồi. Bà nghĩ rằng khi mà những cái clip nóng ấy đến tay mình, chắc chắn mình sẽ có cái phản ứng dữ dội, bởi vì đây nó là một cái điều mà là một nỗi đau của ai cũng thế thôi, đàn ông đau lắm. Phụ nữ bị phản bội là một cái điều không thể chia sẻ được cái nỗi đau như thế nào cả. Vâng. Cho nên là cô ấy rất là sợ rằng anh ấy nổi cơn thịnh nộ, anh ấy làm điều này điều khác, cho nên là tránh đi để cho nó gọi là cho nó nguôi ngoai dần rồi sẽ tính sau. Đấy cũng là cái tốt của người biết suy nghĩ. Và đặc biệt thì tôi lại thấy quý anh ở cái chỗ rằng là mắt nhìn thấy tất cả những cái điều mà như anh chia sẻ ban nãy, nhưng anh vẫn muốn rằng các con không biết. Tôi cũng đồng ý vâng. ý kiến đấy. Vâng. Dù thế nào chăng nữa, lỗi lầm đến đâu chăng nữa thì các con nó không phải chịu trách nhiệm, hay là nó không phải gánh những cái gánh nặng về tâm lý, rồi nó nhìn mẹ nó với mắt này ánh mắt kia, rồi nó không hay, nó ảnh hưởng tới đúng đấy cháu. Em ngắt lời anh chút xíu cho em xin mấy cái lời. Em là em lo là các cháu biết sau các cháu bị ức chế xong các cháu hành hình hỏng, em lo như thế lắm. Đúng lắm, đúng. Cho nên là em phải giấu đi, em nếu có khổ mình em khổ thôi. Đấy, cho nên là đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ là nhìn thấy cái tích cực ở đấy rồi. Một cái điều nữa mà tôi thấy mừng là thế này này, rất nhiều người đi cặp bồ xong về đánh đập vợ con, gây sự với chồng con để mà đã thung đụng nia rồi lấy cớ để trốn khỏi nhà để đi đến với người tình. Nhưng mà vợ anh thì vẫn chăm sóc gia đình tốt đến nỗi mà 5 năm chị có bồ anh không nhận ra, chứng tỏ rằng chị rất là khéo léo. Và vâng. chắc chắn là mối tình kia Bắc Giang với Lạng Sơn chắc cũng lâu lâu mới gặp nhau thôi, chứ cũng không phải là hàng ngày hàng tuần gì, đúng không? Em thì em nghĩ thế này này, lúc đó em nói thật với anh là em là người đàn ông của gia đình, em rất chịu khó, rất thương vợ. Rồi. Thế cho nên là em mới bị lừa như thế. Tôi không phải, mỗi người có một lý do khác nhau. Con người nó khó nói lắm, đôi khi có được một người chồng rất tử tế hiền lành thì lại xa bẫy với một cái người đàn ông mà thật sự ra, xin lỗi là nói, nó rất bất dạy. Vì nó lạ mà, người ta vâng. Giống như là ăn cơm quá nó có lành một bữa nào đấy này, đi ăn bắt miếng cay cơ, phải cay xè lưỡi mới thấy sướng cơ. Kể ra mà anh ạ, à, em xin lỗi anh, kể ra mà nhà em, vợ em mà nó cặp được cái người đồng hoàng thì em buông cho nhà em nó đi. Nhưng mà vớ vẩn cái thằng nó giật dẹo suốt ngày, nó lừa người nọ, lừa người kia, lừa gái, lừa yêu vợ con bỏ. Nó bỏ rồi vợ chồng đánh chửi nhau, rồi nhà thì nát bét, mà con thì đi tù, em mới khổ. Chị kể ấy vợ cũng, em mà mình cặp không được phải người khổ, đồng hoàng, mình lo việc của mình, mình ngay. Không... mình lo việc của mình chứ không lo việc của cái nhà cái anh nhân tình ấy. Không, ý em nói là nếu vợ em ấy mà quen được cái người khác nói thì em buông, em không em đỡ phải giật vặt ấy. Nếu mà yêu được người khác tử tế tốt thì chắc lại chưa chắc đã còn đến mình ngồi đây mà mình lo mình giữ nhà mình. Vâng. Bây giờ thế này, tôi tin rằng là cơn bão nào rồi, dù 5 ngày 7 ngày rồi nó cũng sẽ qua. Chúng ta đến cái tuổi này rồi, anh có bỏ chị rồi thì anh cũng còn trẻ lắm, anh cũng chắc chẳng ở vậy và chắc cũng không đi tu, đúng không? Chắc vâng. anh cũng sẽ phải để lại đi tìm một cái bà nào đấy quá chồng, chết chồng, hoặc là ly hôn, hay là lại trốn chồng để đến với anh.
thì chả khác gì bán bò đi tậu ấy nhương. Vợ mình thì gắn bó với nhau mấy chục năm thì bỏ, xong cuối cùng đi đến một cái bà cũng chả hơn gì vợ mình, cũng giặt già giặt dẹo, cũng hai đời chồng ba đời chồng, chẳng biết là có tử tế chăm sóc mình và gia đình được như cô vợ của mình không. Lúc này thật ra tôi nghĩ rằng cái sốc thôi, cái sốc của bất ngờ thôi, vì anh tin tưởng, anh hết lòng vì gia đình, nay cái chuyện nó đến đột ngột mình chưa thể quen được. Cũng rất là may là chị đi vắng, bây giờ anh chưa nói năng gì vội, anh tìm cách anh giải tỏa cái bức xúc ở trong lòng. Nếu có điều kiện anh đi làm ăn xa đi một thời gian cũng được, anh đi lên đâu đấy đâu anh chơi đi một ít ngày cũng được. Chứ đừng có ngồi đấy mà nhìn từng vào cái góc nhà rồi lại nhớ rằng cái nhà này đã có những lúc mà hạnh phúc vui cười, vợ thế này chồng thế kia, con khổ thế như này. Anh ơi, vâng, em cảm ơn anh nói là rất phải. Rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn, và hy vọng là anh sẽ lấy lại bình tâm để ổn định cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, Nghệ An đâu ạ? Em năm nay 66. Dạ. Mà trong một năm tôi về đây tôi mới phát hiện được dương vật đó, tại sao nó lại được đầy tiếng gọi vậy, nhưng tại đây bây giờ nó lại hơi cống hẳn như cái cống như cái trái chuối. Tức là anh năm nay 66 tuổi đúng không ạ? Vâng vâng. Dạo gần đây thì anh thấy là cái dương vật của mình đúng không? Vâng, một khi năm. Khi nó cương lên đúng không? Nó cong à? Dạ. Vâng. Nó cong như thế nào ạ? Cong dấu hỏi, cong dấu ngã hay là nó cong ngoặc lên trên? Cong ngoặc ra ngoài. À, cong lệch ra một bên đúng không? Vâng. Dạ vâng. Thế bình thường thì nó có lệch như thế không? Hay là chỉ khi cương lên thì nó mới không. Thế? À, khi cứng cứng. Dạ vâng. Anh phát hiện ra là khoảng bao nhiêu lâu nay thì nó như thế à? Một năm nay rồi. À, một năm nay. Trong một năm vừa rồi thì anh có biểu hiện gì bất thường ở cái bộ phận sinh dục của mình không ạ? Cũng thấy bất thường gì, nhưng mà có cái tôi nghĩ cái cống này người ta có sinh ra cái bệnh gì trong sinh lý phải là... Sao thì có khi là tự cong từ trước nhưng mà anh không để ý thì sao bây giờ mới tự nhiên mới khám phá tìm tòi? Trước không cong. Trước không cong à? Thế bây giờ anh thấy nó cong thì là nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Nhưng sau khi từ khi ăn cong ấy về thì thấy nó cong cái rõ rệt cái đứa tôi mới nghĩ rồi thì cong như thế không? Rồi thì bây giờ anh thấy rằng là cong như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh không, có ảnh hưởng gì đến việc quan hệ của anh không? Không, cũng cong gì. À, tức là chỉ thấy nó cong thì thấy lo ngại thôi đúng không, không biết là mắc bệnh gì chứ còn chuyện quan hệ vợ chồng là cũng không ảnh hưởng gì cả đúng không? Vâng. Dạ vâng. Anh 66 tuổi thì có mắc cái bệnh gì không ạ? Phải điều trị bệnh gì không? Tiểu đường huyết áp rồi là mỡ máu. Trước đây có bị cao áp huyết. À, huyết áp cao đúng không? Vâng. Nếu mà không điều trị thuốc là lên đến bao nhiêu ạ? Nếu không điều trị thì bình thường nó lên đến 140. À, 140 là bình thường chứ. Từ 140 trở xuống là bình thường mà. Rồi, bây giờ bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng tự nhiên mà trong một năm gần đây thì lại thấy dương vật của mình nó cong lệch ra một bên như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng sinh sản này không nhé. Dạ, chị Hải ạ. Vâng ạ, tôi chào anh ạ. Dạ, xin chào bác ạ. Vâng ạ, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với cả anh Thành Văn rồi ạ. Anh năm nay 66 tuổi 66. Đúng không ạ? Vâng, và mọi thứ của anh đều ổn đúng không anh? Dạ. Vâng ạ. Anh vẫn thực hiện được hành vi quan hệ tình dục đúng không ạ? Hơn một năm này thì tôi cũng thực hiện vậy. Vì tôi nghỉ công cao rồi tôi vẫn sợ. À, vâng. Anh sợ nó gãy à? Hay là anh không thể đưa đúng nó vào đúng vị trí được? Đúng. Nhưng mà khi thấy rồi là khi mà còn bắt đầu trước khi quan hệ thì khó đưa vào là một, thứ hai nữa là chưa đưa vào được, nhiều khi nó đã sụt rồi, cho nên tôi cũng làm. Vâng ạ,
Vâng. Anh đi tiểu thì có được không anh? Nước tiểu nó có thành dòng bình thường không hay là nó ngắt quãng hay là nó như nào ạ? À đúng rồi đấy, nước tiểu nó ngắt quãng mà lại tiểu nhiều lần. À thế ạ. Vâng. Anh một năm nay thì anh có đi khám ở đâu không ạ? Không ạ. Không đi khám ở đâu ạ? Dạ, thì cũng biết cái chuyện ấy rồi thì hôm vô tình khi mở điện thoại ra thấy cái nghề thì chương trình bên là vâng anh ơi số... bây giờ thì như thế này cũng có thể là nó là bệnh lý. Ừ, yeah. Nó có thể là do cái các cái vật hang vật xốp, tức là những cái cấu tạo chính của dương vật ấy ạ, nó có thể nó bị sơ hoặc là nó có vấn đề, cho nên nó cũng làm ảnh hưởng tới đường niệu và có thể ảnh hưởng tới cái độ căng cong hay là thẳng của dương vật. Mặt khác có thể là do cái những cái dây hãm hoặc là những cái dây của cơ quan sinh dục ở phía ngoài dương vật mà giữ cho dương vật nó thẳng ấy, thì nó có thể nó sơ hay là nó bị một vấn đề gì đấy, nó làm cho kéo cho cái thân dương vật nó bị cong như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là tốt nhất là anh nên đi kiểm tra đi ạ. Mình kiểm tra ở đây thì anh ở Nghệ An, nếu mà được thì anh có thể tới cái bệnh viện mà nó có chuyên khoa nam học ấy ạ. Hoặc là có thể nếu không ra được ngoài Hà Nội là những cái cơ nơi mà nó có hẳn cái cơ sở về chuyên khoa nam học thì kiểm tra là tốt nhất. Còn nếu không anh không được, anh đến Nghệ An anh có thể vào khoa tiết niệu cũng được ạ. Quan trọng là người ta kiểm tra cho anh xem là cái độ cong đấy nó ở mức độ nào. Vâng, có can thiệp xử lý gì được không? Nó chỉ ở bên ngoài, nó do nguyên nhân bên ngoài hay là nó do nguyên nhân ở bên trong? Và cái cong đấy thì nó có ảnh hưởng gì tới các cái chức năng khác không? Bây giờ thì cái chức năng quan hệ tình dục của mình nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái chức năng tiểu tiện ạ. Nếu như mà nó tiểu tiện mà nó bị chèn ép hoặc là nó không thông thoát hoặc là nó cản trở đường niệu thì để lâu mà mình không điều trị thì nó có thể gây những cái bệnh lý của thận. Nặng nhất có thể gây suy thận chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì nó lại không tốt đến sức khỏe của anh nhé. Anh nên đi kiểm tra, hoặc là khi mà anh bệnh mắc bệnh tăng huyết áp thì anh vẫn đi khám để lấy thuốc một tháng một lần phải không anh? Vâng. Anh có thể nói với bác sĩ mà điều trị cho mình ạ. Đấy thì để xem là bác sĩ có thể giới thiệu anh tới những cái cơ sở chuyên khoa hoặc là cho nó phù hợp với cả cái nơi anh ở để mình có thể đi khám. Còn có điều kiện thì tốt nhất thì anh giật được thì anh có thể ra ngoài Hà Nội. Có nhiều các cái bệnh viện có chuyên khoa nam học, người ta sẽ kiểm tra kỹ cho anh ạ. Dạ vâng. Chuyên khoa nam học hả cô? Vâng ạ. Anh hãy vào những cái bệnh viện mà có chuyên khoa nam học để bác sĩ thăm khám. Và họ đo xem cái độ cong, xem nó bao nhiêu độ, bao nhiêu phần trăm thì có cái hướng giải quyết tốt nhất. Tất nhiên là nếu mà cong ngoẹo hẳn vào người thân mình thì chắc chắn là phải phẫu thuật để chỉnh lại rồi. Nhá anh nhá. Xin chào anh ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo Thái Bình đâu ạ? Tôi muốn hỏi, hôm qua tôi muốn hỏi về cái chương trình này. Tôi năm nay thì tôi cũng cao tuổi rồi. Vâng, 60 chưa phải là cao chị. Cao lắm 60 thôi. Còn trẻ lắm. Thấy nhiều chị 6-70 tuổi ngoài công viên vẫn nhảy tưng tưng mỗi buổi sáng mà. Nhưng mà tôi muốn hỏi là chương trình là sao bây giờ tôi lại đến... Trước đây thì tôi không bao giờ có cái chuyện mà... Nói chung là về chuyện tình yêu trai gái là không có. Dạ. Thế nhưng là tự nhiên bây giờ làm sao mà từ ngày chồng tôi mất đến giờ mà... Lại phải lòng, chỉ đúng không? Tình yêu mà lại yêu chỉ thích, mà lại yêu trai trẻ cơ. Rồi, thế ông ấy là mất được mấy năm rồi? Ông mất được 7-8 năm rồi. À, gần chục năm rồi cơ mà, đúng không? Vâng. Thế chục năm vừa rồi thì là bộ sưu tập có bao nhiêu chàng trai trẻ đến với chị rồi? Nhiều, đến thì nhiều lắm. Thế á? Nhưng mà bây giờ không phải là vì công đâu. Nhưng mà... Mà là cái đội yêu cơ. Ừ, thế á? Thế là được bao nhiêu người rồi, bộ sưu tập của chị? Sưu tập của tôi thì khó đấy. Thế à? Thì nhưng mà yêu thì bây giờ cứ đòi tình yêu trọn vẹn thì khó lắm. Thế thì yêu cái gì?
Thế thì khó lắm, nhưng tôi cứ đòi hỏi tình yêu của họ mà họ họ lại sợ họ lừa tôi, cho nên là tôi hỏi bác sĩ là tôi hỏi với mọi chuyên gia là tôi có bị bệnh không. Bệnh gì cơ? Bệnh yêu cái nhiều bệnh. Á? Không, cái bệnh là cái bệnh là chỉ thích yêu trai trẻ. À, chỉ thích yêu trai trẻ. Thế ừ. là yêu các cháu bao nhiêu tuổi? Kém mình 10 tuổi chẳng hạn. 10 tuổi thì đâu trẻ. 50 tuổi. Tức là yêu anh trẻ nhất bao nhiêu tuổi? Yêu anh trẻ nhất à? Vâng. Ôi trời ơi. Có bí mật không? Hả? 20 tuổi đi. Bao nhiêu? 20 đi. Sao lại yêu thế thì gọi cháu à? Cháu với bà à? Đúng không? Ồ không, nhưng mà thế này này. Bí mật tới tuổi, ý là muốn là không muốn nói tuổi rồi thôi. Bây giờ chứ tôi hỏi tiếp nhá, ngoài hình thức thế thì cái tình yêu tôi... dài nhất của chị là bao nhiêu tháng? 5 năm. 5 năm á? Ừ. Đây là với ai đấy? Với người yêu trẻ. Là bao nhiêu tuổi? Kém 23 tuổi. 23 tuổi. Thế là ừ. cậu ấy có gia đình chưa? Chưa. Thế à, trai tân? Mình không bao giờ dính cái dai có vợ. À thế à, rồi vâng. Ôi. Thế là có về ăn ở với nhau không? Không. Thế yêu có làm gì không? Ôi nhỉ. Hả? Hỏi thế thì đang hỏi lại là xem trời tôi có ơi, thì đâm ra là tôi phải hỏi cụ thể thế để yêu có tư vấn luôn một cách chính xác. Chứ biết đâu là yêu chỉ cần nắm tay nhau hôn môi xa thì làm sao? Ôi trời. Thế à, đấy. Cứ kêu là tôi có tuổi rồi nhưng mà cũng đi đến bước cuối cùng của tình yêu rồi gì? Ôi trời. Yêu chứ. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà tôi thì bị bệnh hay ghen lắm. Lại hay ghen nữa. Đã yêu ra trẻ mà lại còn hay ghen. Nhưng mà giờ chỉ quan trọng hỏi chương trình là sau đó là người ta phản bội tôi. Ừ. Người ta đi với người trẻ đẹp hơn. Ừ. Chứ không đi với bà 60 nữa, người ta đang 40 tuổi, người ta đi với cô 30, 35 thôi đúng không? Thì lại ghen lồng ghen lộn lên à? Đi với người 40 đi. Ừ. Không ghen, em tất nhiên là phải ghen rồi. Ừ. Thế là ghen rồi bây giờ xong lại tiếp tục đến lại đến với người khác chẳng hạn, như người khác ứng với tôi chẳng hạn. Rồi. Nhưng mà tôi không có cảm xúc với những người này. Xin lỗi chị là chị có đông con nhiều cháu không ạ? Có 2 người con thì phương trưởng hết rồi. Phương trưởng là ở riêng đúng không? Bà ở mình thôi đúng không? Vâng vâng vâng. Thế bà có tham gia nhiều câu lạc bộ khiêu vũ? Có chứ. Đấy, đúng không? Đâm ra từ đấy mới có cơ hội kết bạn, sau đấy kết tình với nhiều trai trẻ đúng không? Đúng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. Vâng, chào anh Đinh Đoàn. Vâng, chào chị. Thôi, nói thật chứ trẻ thì ai chả thích. Đàn ông mình cũng biết rồi đấy, những ông 70 tuổi nếu mà được yêu thì chắc cũng thích yêu những cháu 25, 27. Còn buộc lòng phải yêu bà vợ 60 thì nó là chuyện khác đúng không? Còn trong à. Thâm sâu ở trong lòng thì ai cũng thích trẻ. Trẻ nó đi với khỏe, đi với thơm tho. Mà tình yêu thì nó phải là sạch sẽ, thơm tho. Chứ còn nhăn nheo mà hôi hám rồi khó chịu thì đúng rồi. Cho nên là cái việc mà mình yêu các cháu hay là các em nó trẻ tuổi hơn ấy mà không vướng bận vào những người đã có gia đình ấy thì hoàn toàn pháp luật không ngăn cản nhá. Nếu như bạn ấy cũng đồng ý, mình cũng thích mà cái cậu 25 với cậu cũng thích chơi với bà 60 chẳng hạn thì là hai người không vi phạm pháp luật. Nếu mà mình để ý, mình thấy đã từng có những cái vụ kết hôn giữa một chị phụ nữ 62 tuổi với một thanh niên 26 tuổi, người ta làm đúng pháp luật á, ai nói gì kệ. Nhưng mà về mặt pháp luật người ta không gì, người ta vẫn sống bình yên, hiện nay người ta vẫn hạnh phúc. Thế cho nên là thứ nhất là mình không có bệnh tật gì cả. Mình chỉ có mỗi cái bệnh là thích trai trẻ thế thôi. Thế còn cái món thứ hai mới là cái món khó này. Thứ nhất thì là mình thấy mình không vi phạm luật, nhưng cái món thứ hai khó chính là mình mắc một thứ bệnh mà bệnh không biết chấp nhận, không biết mình là ai. Thôi thì có thể cháu A, cháu B 40, 45 nó thấy mình 60 nhưng vẫn còn ngon lành, mình thơm tho, mình quần áo đẹp, mình biết xăm chỗ, mình lịch sự thì nó cũng thích. Nhưng chắc chắn thì về mặt lâu dài, sâu xa thì chắc là cái tình yêu nó không đi đến kết quả cuối cùng là lấy nhau. Và tình yêu mà không có kết quả là hôn nhân thì là tình chơi thôi. Mà chơi thì nó phải có lúc thôi chứ không thể chơi lâu được. Cho nên mình mà lại cứ mong đợi rằng là cái mối tình với cái cậu mình 60, mối tình với cậu 40 là phải
vĩnh viễn muôn đời thì chắc không có. Vâng. Một đôi trai tài gái sắc ngang sức ngang tài mà còn chưa dám chắc rằng lấy nhau tình yêu còn được lâu dài, huống chi những cái tình lệch tuổi này, đúng không? Vâng. Thế thì mình cứ chấp nhận là thôi, đời nó là một cuộc chơi, chấp nhận là vui một ngày lãi một ngày, vui đến đâu biết đến đó. Mình cũng, nếu người ta gắn bó mình lâu dài thì mình cứ tự động viên là thôi chắc không có duyên nhưng cũng có nợ kiếp trước, cho nên bây giờ anh ấy mấy 40 anh cứ ngồi anh đợi mình thì suốt từ đấy thì anh không lấy ai để được gặp nhau, để trả hết cái nợ trần rồi rồi xong. Nếu một ngày nào đó anh ấy ra đi, anh không chơi với mình nữa, anh chặn hết Zalo, Facebook, điện thoại, thì mình cũng tự an ủi mình rằng ôi chắc hết nợ rồi, đúng không? Vâng, vâng, cảm ơn. Cảm ơn bác Đinh Đoàn là như vậy đấy, đúng như vậy đấy. Nhưng mà quan trọng có phải uống thuốc không? À không, không phải uống thuốc gì, không phải uống thuốc gì, mà tập nhiều thể dục cho nó xả bớt năng lượng đi, chứ bà ngồi đấy bà cứ nghĩ đến... À, Thành Văn trẻ lắm, Thành Văn. Chị ơi chị, tôi muốn có một chút nhỏ thôi ạ. Vâng. Vâng, tôi thứ nhất là tôi phải rất ngưỡng mộ bởi vì chị 60 tuổi mà cái giọng của chị rất là còn trẻ. Vâng, chứng tỏ là chị ở luôn luôn ở trong trạng thái rất là tích cực, đúng không ạ? Vâng. Chị tham gia các cái hoạt động mà toàn các cái hoạt động rất là khỏe, vui vẻ, cuộc sống của mình rất là tốt và lại không có một cái bệnh gì. Không có một cái bệnh mãn tính gì, đúng không chị? Vâng ạ, đúng ạ. Tuyệt vời luôn đấy, vâng. Chưa uống một viên thuốc tây nào ạ? Vâng ạ. À, có điều là mình cũng không nên chủ quan quá ạ. Vâng ạ. Mình bắt đầu đã bước vào giai đoạn, anh Văn có thể nói là chưa phải là trẻ, nhưng mà 60 tuổi thì chúng tôi cũng đã được vào hội người cao tuổi rồi ạ. Thế vâng cho nên là cái gì nó phù hợp nhất với mình thì đấy mới là cái quý nhất của mình. À, có thể bây giờ mình rất là khỏe nhưng tương lai mình sẽ phải đối mặt cũng khá nhiều các cái bệnh khác, do vâng sinh lý thôi ạ, tự nhiên nó sẽ vâng sầm sập nó đến thôi. Vì vâng vậy mà mình chuẩn bị sẵn sàng, mình đón nhận nó và mình vâng cùng với nó, thì đấy là cái mà mình cần phải lúc này. Thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng cần một cái gì đấy nó ổn định một chút chị ạ. Vâng ạ. Chị cũng là loại thần kinh, người ta gọi là thần kinh nghệ sĩ, cho nên là chị nhìn cái gì nó cũng rất là vui vẻ. Vâng, chính vì thế mà mình cho nên khi mà mình bị các cái bạn ý nó không còn đồng hành với mình nữa thì mình cảm thấy như là bị sốc, hay là mình cảm thấy như là mình bị mất mát rất là lớn. Những cái vấn đề đấy nó sẽ ảnh hưởng tới tim. Đúng. Nó sẽ ảnh hưởng tới huyết áp. Đúng đấy. Nó sẽ ảnh hưởng tới chuyển hóa của cơ thể và đúng là đấy nguồn cơn phát sinh ra những cái bệnh mà chị có thể sẽ gặp phải do vâng vấn đề, những cái vấn đề của các bạn ý. Với một vâng cái nữa mà lưu ý chị thêm, đấy là chị vâng có nói là có quan hệ với các bạn ý. Thì khi mà mình quan hệ với các bạn ý ở cái tuổi của mình thì mình có thể rất dễ bị tổn thương hoặc là bị sang chấn cơ quan sinh dục. Với cái thứ hai nữa, một cái nguy cơ mà tôi cũng muốn cảnh báo chị, đấy chính là nếu các bạn ý trẻ, các bạn có thể có quan hệ với những người khác, sau đó thì các bạn ý lại quan hệ với mình, và đấy là một cái nguy cơ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục chị nhé. Vâng, đấy vâng là tôi cũng chỉ xin cái lưu ý chị như vậy thôi ạ, và rất mong chị khỏe ạ. Bởi vì tôi tuổi này rồi nhưng mà tôi lại không muốn cái chuyện quan hệ ấy, cho nên mới dẫn đến là cái là trai trẻ nó bỏ tôi. Vâng. Thế vâng cho nên bây giờ là tôi khẳng định là tôi bị bệnh chứ không phải dạ, là bị à, xin lỗi chị là chị phải an tâm là chị không mắc bệnh gì đâu nhá. Có cái bệnh là bệnh thích trai trẻ thôi, thế thì chiều nó ít thôi, chiều nhiều là dễ như bác sĩ Hải vừa nói là rất dễ bị sang chấn bộ phận sinh dục của mình, bởi vì ở cái lứa tuổi 60 thì chắc chắn là cái nước non nó cũng không thể bằng cái các cô gái 25-27 được nhá chị nhá. Chúc chị vui khỏe và luôn luôn yêu đời. Xin chào chị. Cảm ơn chuyên gia Tấm Lòng Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Em cảm ơn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, Đắk Nông đâu ạ? Alo, chào chương trình. Dạ vâng ạ. Tôi năm nay 56 tuổi rồi. Vâng, 56 tuổi ạ. Thì tôi ở Đắk Nông, tôi có muốn hỏi chương trình một cái điều gặp bác sĩ là thế này này. Mỗi khi mà tôi quan hệ với vợ vâng là có thể là cái lúc mà tôi xuất á, là tôi rất đau đầu và có hiện tượng bút bút. Vâng. Thì đấy có là một căn bệnh thiếu máu hay là
hay là nó máu lên não không đều hay không, thì muốn hỏi chương trình một điều trả lời tư vấn hộ tôi với, vì tôi cũng ở một vùng nó cũng xa xôi, không được thành phố lắm nhé. Dạ vâng. Thế mỗi lần xuất tinh thì anh mới thấy đau đầu thôi đúng không? Còn lúc quan đúng hệ rồi. Tình dục thì có đau đầu không? Tức là quan hệ tình dục không, không. Dạ vâng. Thế anh bảo buốt là buốt chỗ nào? Buốt đầu hay là buốt đấy? Nó ở trên đầu. À, buốt và đau đầu đúng không? Vâng. Cái hiện tượng này là diễn ra lâu chưa anh? Cũng cách đây đến cỡ 1 năm đổ về đây, rồi. Thì anh mới để ý à? Cái tần suất hoạt động tình dục của anh là như thế nào? Có thể là 1 tuần cũng được 2 lần. Dạ vâng. Và 2 lần như vậy là đều đau đầu cả đúng không? Không, lần nào nó yếu thì nó sẽ đau đầu hơn, còn lần nào khỏe thì lại ít đau đầu. Rồi, thế là 56 tuổi có thường xuyên đi thăm khám sức khỏe của mình không? Có một lần đi khám cái đây tầm cỡ 1 tháng rưỡi ấy, thì siêu âm nó bảo là anh có thể có hiện tượng là viêm tuyến tiền liệt. À, rồi, phi đại hay viêm ạ? Viêm. À thế ạ. Rồi, thế còn sức khỏe tổng thể thì sao? Thì bình thường vẫn tốt, vẫn lao động bình thường. Dạ vâng, chắc là chưa nghỉ hưu đúng không? Chưa, mình làm phát triển nông nghiệp, làm nông nghiệp, đấy là trồng cà với cả trồng tiêu. Đúng rồi. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Rồi, tôi chào bác sĩ. Vâng ạ. Mình làm nghề nông nghiệp và sức khỏe của mình cũng như thế cũng khá là tốt đúng không ạ? Và công việc thì có vất vả không anh? Cũng gọi là vừa vừa thôi. Có anh có hay phải làm việc ở dưới trời nắng không ạ? Ở Đắk Nông thì có bị nắng lắm không anh? Có nắng có thể cũng bình thường, nhưng mà cũng làm việc phải ngoài trời đó. Làm việc ở ngoài trời đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì là thông thường thì có một cái mỗi một cái việc là sau khi đi làm về rồi quan hệ với vợ cho nó sung sướng, cho nó giải tỏa những cái mệt nhọc đi để cho cuộc sống nó chất lượng lên, thì mỗi một lần quan hệ lại bị đau đầu như thế đúng không? Làm đúng cho rồi. Mình rất là ngại và thậm đúng chí rồi. Là nghĩ đến cái việc đấy là đã thấy nản rồi đúng không? Đúng rồi. Vâng, chưa làm được cái việc gì đã đau đầu rồi thì còn làm ăn gì không, nữa. Không, bác sĩ thoải mái. Mà nó, xin lỗi bác sĩ nè. Mà câu tế nhị chuẩn bị xuất ra thì nó mới là đau, nó bút bút. Còn cả quá trình thì không bị đúng không? Không, còn quá trình không. Đấy, anh Văn Anh cũng đã hỏi anh rất là kỹ rồi. Tôi thì tôi nghĩ có thể là khi mà mình thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục mà đến lúc xuất tinh ý, thì là cái lúc đấy là cơ thể của mình nó phải căng thẳng nhiều nhất ở trong những cái lần cuối như thế để mình chuẩn bị mình xuất tinh ra ấy ạ. Hay nói cách khác là tất cả các cái cơ, xương, khớp, hệ tiêu hóa, hệ tim mạch là nó đều phải hoạt động căng lên cho cái lần bóp để mà xuất tinh. Và cũng có thể trong những cái lần như thế thì một cái mạch máu nào đấy ở trên não của anh chẳng hạn nó bị co bóp mạnh quá, hoặc có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Rồi cũng có thể như anh nghĩ, tức là do mình bị thiếu máu, là do cái nghề nghiệp của mình, bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mình làm dưới thời tiết mà nó nắng quá, mình bị mất nhiều mồ hôi, nó gây mất nước, mất muối, mất khoáng, thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Thế và một cái nữa mà tôi cũng muốn lưu ý thêm, tức là 56 tuổi thì bắt đầu vào giai đoạn nó cũng có nhiều các cái bệnh mãn tính, và khi có bị như vậy thì nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Theo tôi thì thế này, bởi vì là khi mình xuất tinh mình lại không đau gì ở cơ quan sinh dục, trừ khi mình chỉ có một cái bệnh là bệnh tiền liệt tuyến thôi đúng không anh? Thì đúng rồi, đúng rồi. Mà tiền liệt tuyến thì nếu mà nó có chèn ép hay nó có gây cản trở gì đến cái chuyện xuất tinh thì nó sẽ thường là đau của cơ quan sinh dục, hoặc là chứ không ít khi mà đau tiền liệt tuyến mà lại có cái triệu chứng là đau ở trên đầu. Được. Trên đầu thì tôi sợ có thể là một số các cái bệnh về mạch máu, đôi khi mình có những cái mạch mà nó bị dị dạng ấy ạ. Thời trẻ có thể nó không thể biểu hiện ra, nhưng mà bây giờ đôi khi biết đâu nó lại có những cái mạch nó bị dị dạng, và đến bây giờ mình lớn tuổi rồi mạch nó mới bị sơ hoặc là nó bị ảnh hưởng thì nó gây ra hiện tượng như vậy. Vì anh có nói là anh ở Đắk Nông, nhưng mà thôi có lẽ là mình cũng cần phải đi kiểm tra. Bởi vì sao, nếu như mình không đi kiểm tra mà lỡ cái mạch đấy nó dị dạng mà nó vỡ chẳng hạn, nó gây vỡ mạch chẳng hạn, thì cũng rất là phiền cho mình. Cái triệu chứng khi mình đau đầu khi mà mình xuất tinh nó chỉ là một cái triệu chứng cảnh báo thôi ạ. Hoặc là nó chỉ là một cái dấu hiệu chỉ điểm
cho mình các cái bệnh về mạch máu. Theo tôi thì có lẽ anh có phải xuống Sài Gòn và hoặc là những cái bệnh mà nó chuyên khoa một chút để mà người ta kiểm tra kỹ cho anh xem là nó có vấn đề gì không để cho mình yên tâm đây ạ. Và có thể thấy rằng là cái sức khỏe tình dục nó cũng là cái thước đo sức khỏe toàn bộ cơ thể mình nói chung. Bởi vì như anh trình bày thì hai lần quan hệ tình dục gần nhau thì lần thứ hai sẽ bị đau nhiều hơn. Do vậy đấy là những cái chỉ số cảnh báo cần phải đi kiểm tra về não, về điện tâm đồ, rồi là vâng. thậm chí là scan rồi mạch là cắt não. Lớp rồi để xem có biểu hiện gì bất thường không. Những cái cảnh báo đó khiến ta phải đi khám ngay lập tức anh nhé. Để tránh như, trường hợp như, bởi vì như, cái... Nhưng mà muốn hỏi Thành Văn một câu cuối cùng nè. Dạ. À, đấy có phải là hiện tượng tôi thiếu máu não hay là đấy, thiếu máu thế thì não tôi mới đang khuyên anh là phải đi chụp cái đầu mình xem nó có tắc chỗ nào, chỗ phình chỗ nào rồi, thì là phải dập rồi, dịch rồi. Ngay nhá. Rồi, ok. Rồi, vâng. rất cảm ơn chương trình dạ. nhé. Rất chào trân anh. Trọng chương trình nhé. Rồi, dạ. cảm ơn rất nhiều nhé. Dạ, rồi, vâng. Okay. Rồi. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Chào rồi, anh nhé. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Một bộ phận yếu thì nhiều khi yếu chú ý nhưng mà thực ra cả cơ thể đang rất là yếu mà mình không để ý. Những cái chỉ số cảnh báo từ cái sức khỏe tình dục rất là quan trọng. Chúng ta cũng thấy con người nó như một cỗ xe. Dạ. Chúng ta mà mua cái xe máy mà chạy 15 năm rồi, đến lúc nó hỏng thì hỏng từ buji cho đến lốp cho đến xăm cho đến các bộ phận nó như thế. Dạ vâng. Thế thì con người cũng thế, cái hạn sử dụng thì bây giờ anh ấy cũng gần 60 rồi. Dạ vâng. Một cái bộ máy mà hoạt động trong 60 năm thì đến lúc là bảo dưỡng toàn bộ được rồi. Vâng. Không thể, tức là cá biệt lắm thì có cái đoạn là ôi một ông vừa bại não lại vừa liệt nửa người nhưng mà lại cái đó là còn khỏe, cái đấy thì chắc là khó thân đồng thôi. Thế còn thì, bình thường thì đúng là sức khỏe tình dục là một trong những cái gọi là bộ phận cấu thành sức khỏe tổng thể của con người. Vẫn nói là sức khỏe của con người gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, rồi sức khỏe tâm lý, ví dụ như sức khỏe tình dục. Dạ vâng. Thì nó... thực ra thì như cái chị 60 tuổi khán giả trước đã chia sẻ đấy, chị không mắc bệnh gì. Nhưng mà cái tình trạng như bác sĩ Hải đã cảnh báo là nếu mà cứ lạm dụng yêu nhiều thế đột ngột lại thất tình thì là bệnh nó sẽ đến, đúng không ạ? Vâng. Tâm, tâm sinh bệnh. Dạ vâng. Vâng. Thực ra bây giờ thì đời sống nó cũng rất là khá rồi ấy. Dạ. Sức khỏe của nhiều người kể cả 60 nói thế thôi thật sự cũng chưa phải gọi là già đâu anh. Dạ, vâng. Thế thật đấy ạ. Vâng. Dạ, vâng. Và người ta vẫn có một cái cuộc sống rất là tốt, nhất là ở những cái đô thị hoặc là ở những cái thành phố mà người ta có cái điều kiện về kinh tế. 60 là cái tuổi bắt đầu bước vào hưởng thụ rất là nhiều. Dạ, vâng. Khi người ta về hưu, khi người ta không còn phải bận con bận cháu nữa thì người ta bắt đầu lo cho mình, lo cho cuộc sống của mình. Dạ, vâng. Và người ta tiền người ta để dành một cái cơ số tiền cho người ta để phòng khi những lúc già hơn nữa thôi, chứ còn lại người ta biết tiêu tiền, biết sử dụng đồng tiền người ta kiếm được, biết xóa lại như anh Đinh Đoàn hay trình bày. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là ở cái tuổi này á là cái tuổi mà người ta rất muốn được hưởng thụ, người ta thậm chí là người ta như chị nói, tôi nghĩ là có thể đấy là một cái chứng minh là chị bị chinh phục. Và ở đây là chị hơi lo một chút là cái việc chị thích trai trẻ như thế nó có là bình thường hay không, hay nó là cái rối loạn về tâm lý mà nó có cái hiện tượng như vậy. Chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng vấn đề là ở một cái người như chị, hoàn cảnh điều kiện rất là dễ, con thì phương trưởng rồi, chồng thì mất 7-8 năm rồi. Yeah. Chị không có ai phải lo để phục vụ hay là lo để làm nghĩa vụ gì cả. Yeah. Và chị dành thời gian lo cho bản thân chị ấy. Chính vì thế mà cái nhu cầu được người khác quan tâm, cái nhu cầu được người khác khen, yeah. Như là đã có lần anh Đoàn đã nói rồi đấy ạ. Và nhu cầu được muốn được thể hiện, muốn được chăm sóc, tất cả mọi thứ khác nó sẽ khiến cho là chị ấy có thể chấp nhận những cái anh trẻ để mà để đạt được những cái đó đấy, của chị. Thế nhưng mà thực ra nếu mà cứ yêu trẻ thế xong đột ngột bị chia tay là rất dễ đứt mạch máu não đấy nhỉ anh Đoàn nhỉ? Vâng. Cái đứt mạch máu não thì nó cũng chỉ là một bộ phận thôi, nhưng ban nãy tôi có nói thẳng với chị là người ở đời phải biết mình là ai. Vâng. Tuổi 60 rồi thôi, yêu thì không có cái gì là xấu, nhưng mà phải biết rằng đối tượng của mình, người ta cần cái gì ở mình. Thôi thì ông có càng giò thì bà phải thò chai rượu. Rất là may chị ý cứ cặp với những trai trẻ mà những người đó người ta chưa nảy sinh ý đồ là moi móc tiền của chị. Biết bao những vụ ở trên mạng xã hội đã chia sẻ đấy, cứ đi tìm trai trẻ kết bạn rồi những cái anh ấy giả vờ yêu. Dạ vâng. Giả vờ yêu mà chị thì đang khát khao yêu thì anh giả vờ. Mà giả vờ xong rồi chiều người yêu,
nay thì chuyển tiền tài khoản, mai thì mua iPhone 15, đúng rồi. Ngày kia thì lại thậm chí là tình phí cao lại còn nói rằng là mình già rồi tiền nhiều để làm gì, con cái nó không cần nữa, đúng thì rồi. Đầu tư cho cái anh người yêu này, đến lúc thì phát hiện ra là mua cho nó một cái con mẹt xong rồi nó chở người yêu trẻ của nó, thế đúng là rồi. Mình thì đứt mạch máu não, đúng lại gọi bác sĩ Hải. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo Hà Nội đâu ạ? Cháu có tìm hiểu một người con gái á, nhưng mà người đấy à, mọi người nghĩ rằng là không hợp, thế nên nào cháu không nói chuyện nữa, thì bây giờ bác ạ, thì có nên tiếp tục tán người đó nữa không ạ? Cháu năm nay mấy tuổi rồi? Cháu năm nay 33 rồi bác. Ô, cháu 33 tuổi mà như kiểu non nớt 13-14 tuổi yêu bạn gái cùng lớp ý. Rồi thế cụ thể hơn là như thế nào? Thế từ trước đến nay là 33 tuổi là yêu được trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cháu cũng trải qua 1-2 mối tình rồi bác. À thế à, 1-2 mối tình. Thế là mối tình mà bày tỏ người ta chạy mất thì là mối tình thứ mấy? Mối tình thứ ba rồi bác. À thế hai mối tình trước có kết quả gì không? Hay là cũng chỉ không, yêu đơn phương thôi? Không có kết quả, không chỉ yêu đơn phương rồi ạ. Ôi giời ơi. Thế tóm lại chưa có tình yêu thật, tương tác với nhau là không có à? Vâng, tương tác với nhau thì có rồi, nhưng mà chưa có tình yêu thật của từ phía bạn gái đáp lại ạ. À tương tác có rồi, tương tác là tương tác nói chuyện thôi gì? Vâng, đúng rồi ạ. Tôi hỏi cái tương tác xa hơn chứ, để tương tác ý thì ngoài đường có thể dừng lại hỏi đường nhau mà. Công việc làm ăn ra làm sao? 33 tuổi thì các cụ nói là tam thập nhi lập rồi. Cháu, là... cháu có nhà có cửa chưa? Cháu làm thợ sơn ô tô bác ạ. Hả? Cháu làm thợ sơn ô tô ạ. Rồi, thế mua được nhà chưa? Dạ, cháu chưa mua được nhà, nhưng mà có xe ga đi ạ. À, có xe ga. Xe ga là Attila hay là gì đấy? Hay là SH? SH ạ. À, rồi. Thế là chuẩn rồi. Thế là thanh niên này quê ở đâu đây? Cháu ở Hà Nội, Đan Phượng, Phương Đình ạ. Bây giờ cháu có mong muốn cho cháu hỏi thì cháu có nên tìm hiểu người đó nữa hay không ạ? Người ta bỏ mình rồi còn tìm hiểu làm cái quái gì, thiếu gì cô gái ở ngoài trong xã hội mà phải cứ đi bám mãi cái cô người ta đã từ chối, người ta coi thường mình. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em nhạc của em cho trẻ chứ đáng lẽ bằng vâng, cháu đấy. Cháu, cháu chào bác ạ. Ừ, rồi chào. Chào cháu. Ở Khương Đình đúng không? Vâng ạ, ở Đan Khương Đình, Đan Phượng bác ạ. Khương Đình, Đan Phượng. Hiện nay mình ở với bố mẹ già hay là ở nhà riêng? Bố cháu thì mất rồi, còn đâu cháu ở với mẹ cháu ạ. Thế à, sức khỏe có tốt không? Bản thân cháu ấy. Bản thân cháu sức khỏe thì cũng vẫn tốt, bình thường bác. Đi lại được cái gì? Vâng, đi lại được các thứ được ạ. À thế à. Mình ngày xưa có học hành gì, có đi đâu xa không hay là học hết cấp 3 rồi? Cháu học hết cấp 2 xong rồi cháu đi học nghề sơn ô tô, bây giờ cháu đang làm sơn ô tô ạ. Ừ rồi. Và từ nhà đến chỗ sơn ô tô có xa không? Sáng đi làm tối về ăn cơm mẹ đúng không? Vâng đúng rồi, sáng đi làm tối về ăn cơm mẹ ạ. Mình có bạn bè gì không? Có nhóm bạn thỉnh thoảng lên Sơn Tây xóa một tí, thỉnh thoảng lại vào Hà Nội phượt một tẹo có đi thế không? Cháu cũng thỉnh thoảng cũng có đi chơi ạ. Ừ, đúng rồi. Thật ra thì bác đang nói thế này này, mình phải có chiến lược tìm người yêu. Còn nếu mà mình vẫn cứ lù khà lù khù, sáng ra thì đi làm thợ sơn, tối về ăn cơm mẹ, xong ngồi nghịch điện thoại đến khuya, đi đâu cũng ngại, không có gặp bạn gặp bè, không tham gia vào hội này hội khác, thì rất khó gặp được những người bạn gái để mà mình tương tác, đúng không? Thế xong mình thì ở cái tuổi cũng đến cái tuổi khao khát có người yêu rồi, thế là gặp ai mình thấy sạch sẽ một cái là mình bày tỏ tình cảm. Đôi khi mình chưa có sự thăm dò để biết là người ta có tình cảm với mình không. Thế mình bảo là ví dụ như là anh rất là thích em hay anh yêu em, thế người ta bảo thì chúng ta không hợp nhau đâu, hay là chúng ta không thuộc về nhau, thế là thôi. Mình lại thấy thất vọng, lần sau lại như thế thì sau 3 lần bây giờ mình phải rút kinh nghiệm thế này. Thứ nhất là trau dồi cái khả năng ăn nói một chút, người ta gọi là tán gái mà, đúng không? Thời đại này mà cứ đi rủ cô đi uống nước xong mỗi đứa cốc nước mía, xong cứ ngồi nghịch nước mía của mình ấy thì uống hết thì cô bảo về đi thì cũng sẽ chán lắm. Cho nên là mình cũng bạo dạn một chút. Mình có gì mà sợ, tuổi 33, nhà thì có một mẹ, đất đai thì vẫn còn, xe thì SH, cũng có nghề nghiệp ổn định, thế thì mình sợ đúng không? Cho nên cứ mạnh dạn tự tin.
Cái thứ hai nữa là mình cũng không đi lòng vòng nữa. Mình nhớ là tuổi 33 rồi, bây giờ mình tìm một cô gái đừng có quá trẻ. Mấy cháu nó mới vừa học cấp 3 xong ấy, nó còn mơ mộng lắm. Nó muốn rằng bay nhảy đi học đại học và nó phải mơ rằng sau này chồng của nó, người yêu của nó phải là đại gia, phải là mỗi tháng thu nhập là tối thiểu 150 triệu chẳng hạn. Thế thì mình hãy tìm những đối tượng là các chị em hiện nay đang ổn định công việc, tuổi kém mình một xíu cũng được chứ không cần thiết là quá trẻ. Cô ấy đang là cô giáo mầm non ở xã, hay thậm chí cô chỉ đang là thợ may cắt vải, hay là cô đang có một cái quán gội đầu ở thị trấn huyện, thị trấn Phùng chẳng hạn, ví dụ như thế. Có công ăn việc làm ổn định này, tuổi chững chạc rồi mà người ta khát khao, có người yêu và có cuộc sống ổn định gia đình, thì bắt đầu mình mới mon men, mình mới làm thân làm quen, thì nó cái khả năng mà gọi là thành công nó lớn hơn. Người ta bảo gió tầng nào gặp mây ở tầng đó, chính là mình đừng có trèo cao mà ngã đau nhá. Bác thì bác chưa hỏi rằng cháu cứ tán mấy cái cô mà bị người ta nói là không hợp nhau là đối tượng nào, nhưng mà về mặt lý thuyết là như thế. Mình cũng không cần thiết phải là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện đa khoa huyện gì đấy mà mình câu mặc dù là cũng còn trẻ, mặc dù rất là xinh, mình rất là thích, nhưng mà khi mình nói rằng là anh cũng học hết cấp 2 rồi, bây giờ anh đi làm thợ sửa ô tô mỗi tháng được 10 triệu, ngoài ra có tiền ăn trưa 1 triệu nữa chẳng hạn, là cô ấy nói lịch sự thì cô ấy nói rằng là chúng ta không hợp nhau, nhưng mà trong bụng có thể người ta bảo thế mà cũng đòi toán người ta, đúng không nha. Thế thì phải có chiến lược chiến thuật này, nâng cao cái khả năng giao tiếp của bản thân này, mở rộng các mối quan hệ này, đặc biệt là nhằm đối tượng nó phù hợp với bản thân. Người các cụ ngày xưa vẫn dạy là nồi nào thì mình úp ở vung ấy thôi. Mình con nhà nghèo, bố mất sớm, mình một mẹ một con, mình cũng không phải học cao học rộng gì, thì hãy tìm một cô gái đang làm ăn tử tế, chân thành chân thật, cũng không cần quá sắc nước hương trời nhá. Và bí nữa thì hãy nhờ những người lớn tuổi, bà cô, bà dì, bà thím, ông cậu, thôi cháu cũng đến cái tuổi kết hôn rồi, cháu thì cũng ít đi đây đi đó, thôi thím hay dì hay mợ, nếu ở đâu thấy cô nào nó phù hợp với cháu thì cứ giới thiệu giúp. Đôi khi biết đâu trong mắt của bà dì, bà thím ấy, chọn được một cô nào mà chấm được nó hay hay, cô lại khéo léo nữa thì tụi mình lại thành công thì sao nhá. Tranh thủ mọi nguồn để mình có được bạn gái, đúng không? Dạ vâng. Và như anh Đinh Đoàn từng chia sẻ nhiều chương trình, đó là khi mà tán cô nào, bày tỏ tình cảm với cô nào, tức là tóm lại là tỏ tình với cô nào, là bách chiến bách thắng thì nó phải có lộ trình, đúng không ạ? Đúng rồi. Từ quen cho đến thân, xong đến mến cảm gì đó, xong mới đến yêu. Mà lúc ý thì chắc chắn người ta sẽ không từ chối mà khi đã qua cái bước cảm rồi, đúng không ạ? Hy vọng là chàng trai trẻ 33 tuổi sẽ tìm được mối tình của mình nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Nam Định. Anh ơi, cho em hỏi thì quan hệ của em vợ chồng nó nhanh ra, nó xuất tinh sớm anh ạ. Thế à? Thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nay 40 tuổi anh ạ. 40 tuổi, thế là sớm sớm là khi nào lấy nhau được bao nhiêu năm? Lấy nhau được gần 20 năm rồi ạ. Thế 20 năm đây toàn sớm thế à? Vâng. Thế à? Sớm nhất là mấy phút? Hay là được mấy chục giây? Nhiều khi cứ đưa vào gái mà tí là lại ra luôn ấy. Thế à? Thế thì có khi được 20 giây thôi ấy nhỉ? Mà vợ ấy không khoái cảm nên là vợ. Mà trong cái câu ấy, thứ hai nữa là em muốn hỏi là chúng em quan hệ bằng miệng thì có ảnh hưởng gì sức khỏe không ạ? Rồi, thế quan hệ bằng miệng xong mới quan hệ thực sự à? Dạ. Hả? Tức sau cái giai đoạn 1 là quan hệ bằng miệng đúng không? Vâng ạ. Giai đoạn 2 là quan hệ xâm nhập đúng không? Vâng. Thế cái đoạn miệng là bao nhiêu phút? Khoảng vài phút ạ. Cái đấy vợ nó mới lên đỉnh ạ. À. Rồi, thế là miệng của ai vào ai? Của hai vợ chồng ạ. À, tức là cả đôi đúng không? Vâng. Rồi. Thế thì ông phải tính là tính từ cái lúc vào miệng đã, thì xong mới đến cái lúc ông ra chứ, sao lại tính có mỗi lúc nhét vào chỗ cần nhét. Thì nó chả 20 giây à. Thế đâm ra là đúng là cũng là một cái nghệ thuật để có quan hệ tình dục nó kéo dài hơn.
Bây giờ thì cái câu hỏi này thì chắc chắn là hai chuyên gia sẽ cùng chia sẻ với bạn. Đầu tiên là bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng ạ, chào chị. Thế vợ bạn thì bao nhiêu tuổi em? Hơn 30 ạ. Hơn 30 ạ? Em được mấy cháu rồi? Hai cháu ạ. Cháu đầu hơn 10 tuổi. Thế bạn bé thì mấy tuổi rồi? Bạn bé 5-6 tuổi. 5-6 tuổi, ừ. Em làm nghề gì vậy? Em làm nghề ruộng ạ. Vợ em? Vợ cũng vậy ạ. Vợ cũng vợ làm đi công ruộng ạ. Thế và em có nói với anh Văn là từ lúc lấy nhau đến giờ là nó đã như thế à? Vâng ạ. Thế và có bao giờ mà không quan hệ tình dục bằng đường miệng mà quan hệ chỉ có một cách là quan hệ tình dục xâm nhập dương vật âm đạo không? Có ạ. Thì được bao nhiêu lâu? Thì được vài phần, được khoảng 2 phút hay là 3 phút là đã ra. Tức là nếu như mà không quan hệ tình dục đường miệng thì nó được dài hơn một chút thôi, đúng không? Và nó vẫn không, vợ thì không thỏa mãn. Vâng. Em đã đi khám ở đâu chưa? Em chưa. Tại sao vậy? Đi nó ngại ngại. Ngại ngại á? Thế bây giờ em muốn hỏi gì các anh các chị? Em muốn hỏi là ví dụ vợ chồng quan hệ bằng miệng đấy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Câu thứ, đây là câu đầu. Câu thứ hai là nếu mà giờ em muốn cho lâu thì em phải đi khám ạ? Đúng rồi. Thứ nhất là chị muốn trả lời luôn cái câu của em là quan hệ tình dục bằng đường miệng đúng không? Dạ. Rất may là mình còn cái đường đấy cứu vãn, bởi vì là cả hai vợ chồng đều thích cái đường quan hệ tình dục đấy. Là cũng còn là may rồi đấy. Chứ còn nhiều khi mà vợ không thích chẳng hạn, hay là một trong hai người không đồng ý, hay nói cách khác là quan hệ đường miệng mà mình không thấy thoải mái, mình không thấy thích thú thì mình còn thấy đau khổ hơn là rất nhiều đúng không? Thế và cả hai vợ chồng em thì đều khỏe mạnh, bình thường, không mắc một cái bệnh gì, kể cả những cái bệnh có thể lây qua đường quan hệ tình dục hoặc là những cái bệnh ở khoang miệng ấy, mà không có cái bệnh mãn tính gì thì mình, nếu mình thích quan hệ tình dục bằng đường đấy thì không có vấn đề gì em. Em có thể thực hiện được mà. Nhá. Chỉ có là những cái động tác của mình thì nó phải nhẹ nhàng, nó phải phù hợp, nó đừng để làm tổn thương cơ quan sinh dục thôi. Nhá. Em cũng thế, em cũng đừng làm xây sát hay là làm tổn thương cái cơ quan sinh dục của vợ. Ngược lại thì vợ cũng vậy. Răng rồi lợi rồi tất cả các cái động tác thì đừng làm tổn thương cái dương vật của mình là được mà. Nhá. Cái thứ hai nữa là chị muốn nói thêm một chút về cái mà em nghĩ là xuất tinh sớm ý. Tại vì ở đây thì em có quan hệ, trong một lần quan hệ thì em có thể quan hệ hai đường, cho nên là như là anh Văn anh nói ấy, thì cái thời gian mình phải tính cái thời gian là mình quan hệ cả hai đường nhá, chứ không phải là chỉ tính cái thời gian mà mình quan hệ xâm nhập thì mới được gọi là thời gian quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì mình mới có 40 tuổi và mình nếu không quan hệ tình dục đường miệng mà mình cũng chỉ quan hệ được có 2 đến 3 phút thôi ấy, và vợ mình và vợ mình không thấy thoải mái thì em cũng có thể đi khám được mà. Em ở Nam Định cũng rất là tiện. Nhá. Nam Định thì bệnh viện tỉnh của Nam Định cũng rất là tốt, hoặc nếu không thì em lên Hà Nội, em đến bệnh viện Việt Đức này, em đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội này, em đến bệnh viện 108 đấy, bệnh viện Bưu Điện, tức là những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện mà chị nói với em nó là bệnh viện công và nó có cái khoa nam học, người ta sẽ kiểm tra cho em kỹ hơn đấy, người ta sẽ có nhiều các cái bài đánh giá và người ta sẽ kiểm tra cho em để xác định xem em có phải là người xuất tinh sớm hay không nhá. Dạ vâng, không biết là với anh Đinh Đoàn thì anh còn nhớ là trước đây thì có bác sĩ cũng chuyên gia cửa sổ tình yêu, đó là chị Vũ Minh Phượng, hay hướng dẫn những cái bạn mà xuất tinh sớm là đặt cái cốc nước đá bên đầu giường để nó giảm nhiệt đi đúng không ạ? Và bác sĩ Hoàng Thúy Hải thì đã chia sẻ với bạn Nam kỹ rồi, tôi chỉ muốn nhắc thêm một chút nữa thế này này. Tình dục bằng miệng nó để lại cảm hứng rất là lớn, và nhất là với đàn ông, nếu mà mình là người nhạy cảm ấy, có những người không giữ được đâu, là thậm chí có trường hợp là xuất tinh ở trong miệng của người bạn tình của mình. Vì vậy thì bạn là người đã nhận ra mình là có một cái nhạy yếu cảm. Mình hay hơi xuất sớm. Vâng. Vậy thì mình làm cho vợ bằng miệng thôi, tức là gặm cỏ gặm chiếc gì đấy nói vui đấy, kiểu như là mình dùng miệng để kích thích cho vợ. Còn thì đừng cho cô ấy hăng say mà làm cái món đó cho mình, thì mình nó dễ lên đỉnh lắm.
thì đúng là có cho vào có 20 giây là nó xong mất rồi, mình để dành này cho cái món sau. Cũng giống như một người mà mình biết rằng mình không ăn được nhiều thì vào một cái thì đừng ăn hai bát súp, mình hãy để ăn món chính, đúng không? Thế thì thôi thì cái phần bằng miệng ấy thì mình làm cho cô ấy, xong đến vào cuộc chính đi. Vào cuộc chính như bạn nói rằng là không quan hệ tình dục bằng miệng thì mà làm ngay thì nó cũng được vài ba phút, mà vài ba phút cũng ra tấm ra món đấy chứ ạ. Cũng quý lắm rồi ạ. Quý lắm rồi. Thế và sau đấy nếu như thật sự vợ vẫn còn thì chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng tay. Làm bằng mọi cách để cho có khoái cảm, cho nên là mình có thể kích thích tay. Lưu ý đối với các bạn mà đang quan hệ tình dục bằng miệng là chúng ta làm nó trước tiên. Thế còn thì chứ không bao giờ lại quan hệ thật rồi rút ra rồi bắt đầu với lại, vâng, lại tra vào miệng thì về mặt vệ sinh cũng không tốt, mà về mặt tâm lý thì cũng rất là ghê ghê, đúng không? Dạ, chỉ hả? Nên là cốc rượu khai vị, chỉ nên là bát súp khai vị ban đầu thôi. Và chấm dứt nó thì thôi không quay lại nữa. Dạ. Chứ tránh trường hợp là làm một hồi xong rồi thấy không được lại quay lại làm bằng miệng thì nó không hay, nó ám ảnh nhá. Thế và lưu tâm nếu như mình đã có thói quen là quan hệ tình dục bằng miệng thì cả hai vợ chồng học cách mà giữ gìn vệ sinh trước khi giao ban là rửa giấy thật kỹ thật sạch, thơm tho, đúng không? Cái gì thơm nó cũng dễ hấp dẫn nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của hai chuyên gia chúng tôi rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia Tâm Lập Linh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 để chúng tôi thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí dành cho quý vị.